Chào quý vị đang theo dõi bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau sáng thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022. Trước tiên sẽ là những tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, khảo sát mức sống dân cư năm 2021 mới được Tổng cục thống kê công bố. Năm thành phố trực thuộc Trung ương đều có mặt trong top 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm 2021. Theo đó, thu nhập bình quân một người một tháng trong năm 2021 đạt 4,205 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020, 4,25 triệu đồng một người một tháng. Thu nhập bình quân một người một tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn, 3,486 triệu đồng cũng theo báo cáo, nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân một người một tháng đạt 9,164 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất. Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp thu nhập bình quân đầu người một tháng suy giảm. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người một tháng là 4,295 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 08 năm 2022 về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2022. Thông tư mới dẫn giữ nguyên mức điểm ưu tiên cho các khu vực như khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5 điểm, khu vực 2 là 0,25 điểm, khu vực 3 không được tính điểm ưu tiên. Tuy nhiên, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp. Như vậy, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên trên 3 môn thi thì điểm ưu tiên sẽ càng giảm và sẽ không có thí sinh nào có điểm xét tuyển đại học quá 30. Tiếp theo bản tin sẽ là một số thông tin về thị trường đáng chú ý. Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm gạo ST25 mang thương hiệu A-An mà công ty đã đưa thành công vào thị trường Nhật Bản. Gạo ST25 đã được bày bán ở một số cửa hàng tại Nhật Bản cách đây 3 tuần và cho đến nay đã tiêu thụ được 8 tấn. Số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản cho thấy, năm ngoái kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Nhật Bản chỉ đạt 48,7 triệu yên, tăng 73% so với năm 2020, nhưng chỉ chiếm khoảng 0,09% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Nhật Bản. Giá ca bán lẻ từ ngày 1 tháng 7 sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp. Tại Hà Nội, giá bán lẻ ga bình petrolimet đã bao gồm VAT là 448.800 đồng một bình dân dụng 12 kg, giảm 7.300 đồng, 1.795.200 đồng một bình công nghiệp 48 kg, giảm 7.300 đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán ga sản phẩm của Sài Gòn Petro giảm 583 đồng một kg đã bao gồm VAT, tương đương giảm 7.000 đồng một bình 12 kg. Với mức giá này, mỗi bình ga 12 kg sẽ được bán ở mức 449.000 đồng. Hôm qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng E5 Ron 92 được điều chỉnh giảm 411 đồng một lít, xăng Ron 95 3 giảm 110 đồng một lít, dầu diesel giảm 404 đồng một lít, dầu quả giảm 432 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.013 đồng một ký. Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước được bán ra là xăng E5 RON92 không cao hơn 30.891 đồng một lít, xăng RON953 không cao hơn 32.763 đồng một lít, dầu đưa 0.05S không cao hơn 29.615 đồng một lít, dầu quả không cao hơn 28.353 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 19.722 đồng một ký. Thưa quý vị, chồn hương hay còn gọi là cây dồi hương là loài vật dễ nuôi, không tốn mấy công chăm sóc, ít bệnh tật mà lại cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay thì mô hình nuôi trồng hương đang phát triển tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Khảm ở ấp Bào Dũng làm quen với mô hình nuôi trồng hương 3 năm gần đây. Với khoảng 20 con trồng hương giống mang đến nguồn thu nhập ổn định cho gia đình đầu ra ổn định. Ông Khảm cũng tích cực học hỏi từ các trang trại về chăn nuôi, lắp đặt hệ thống cấp nước uống tự động, giúp giảm bớt công chăm sóc. Đâu có làm gì nhiều nữa nhiều đâu, thí dụ một con thì cũng chăn, ba bốn con cũng chăn, nói kiểu dân gian ta nói đó, Giờ nhiều thì mình xịt trước chút xíu cũng xong. Rời thành phố sau nhiều năm làm nghề bất động sản, chăm sóc thú cưng, anh Quỳnh Vĩnh Thanh trở về ấp xóm lá xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thế Bình, bắt tay vào nuôi trồng hương. Từ năm con ban đầu đến thời điểm hiện tại đã có hơn 20 con. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2021, anh Thanh đã đầu tư hơn 300 triệu đồng cho mô hình. Đến nay đã hoàn giống. Phần lợi chính là đàn chuồng giống khỏe mạnh và một hệ thống chuồng được thiết kế đảm bảo. chỉ cần mình bổ sung đủ lượng thức ăn và nguồn thức ăn cho đa dạng thì phát triển bình thường. Rồi tránh trường hợp là để các động vật nó có nguồn bệnh nó tiến vào chuồng nên mình nuôi nó thì mình không cần phải là kính chuồng phải xây cao hay kính nó phải thoáng nhưng mà mình phải rào độ kỹ để tránh động vật như gà hay chó mèo nó tới gần chuồng thì tránh trường hợp nó lây nguồn bệnh vào chuồng mình mình tìm mình phải xác định được nguồn giống tốt đảm bảo chất lượng và nguồn con giống nó phải lớn con rồi thức ăn của nó thì nó kết hợp với thức ăn của địa phương mình ví dụ như là cá cá phi cá rô phi của mình rồi chuối hoặc là tôm hay là cua gì đó lâu lâu để bổ sung chất canxi cho nó. Những năm gần đây, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc bảo vệ loại động vật quan giả. Tình trạng săn bắt thú rừng bị ngăn chặn, nên giá thịt trồn nuôi ngày càng tăng, đầu ra của thịt trồn cũng ổn định. Nếu bắt được cơ hội này và nắm bắt được kỹ thuật nuôi, thì sẽ có nhiều người thành công với nghề nuôi các loài động vật như trồn, nhiễm. Sở Y tế Cà Mau đã có báo cáo kết quả điều tra khảo sát yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư của người dân ở ấp Khánh Tư, xã Đồng Thới, quyền Cái Nước. Theo Sở Y tế, số lượng bệnh nhân mắc bệnh ung thư chung tại ấp Khánh Tư không cao hơn so với dự báo số lượng mắc ung thư của cộng đồng tỉnh Cà Mau. Các loại ung thư ghi nhận tại ấp Khánh Tư không khác biệt so với lượng ghi nhận ung thư quần thể của tỉnh Cà Mau. Chưa có bằng chứng hoặc nghiên cứu cụ thể để xác thực nguyên nhân gây bệnh ung thư của người dân ấp Khánh Tư. Từ thực tế trên, Sở Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi số mắc ung thư mới trong ấp Khánh Tư hàng năm, tổng hợp, triển khai hoạt động nghiên cứu, đánh giá để có cơ sở khoa học và thực hiện các biện pháp can thiệp phù hợp. Các ngành có liên quan, nhất là hệ thống chính quyền, y tế địa phương, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân về các nội dung an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại địa phương, ưu tiên kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm tại khu vực, đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng chống ung thư thông qua thay đổi các thói quen sinh hoạt kém lành mạnh, khám tầm soát phát hiện sớm một số loại ung thư thường gặp như phổi, gan, vú, ruột già cho người dân tại ấp Khánh Tư nói riêng và toàn tỉnh Cà Mau nói chung. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 28 tháng 6, toàn tỉnh ghi nhận gần 500 ca sốt xuất huyết và trên 600 ca tay chân miệng trong đó nhiều nhất là quyện Cái Nước với 95 ca sốt xuất huyết, 80 ca tai chân miệng. Thành phố Cà Mau có 67 ca sốt xuất huyết, 146 ca tai chân miệng. Quyện Trị Dân Thời có 54 ca sốt xuất huyết, 107 ca tai chân miệng. Số ca mắc sốt xuất huyết và tai chân miệng tăng liên tục dài tuần qua, nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm. So với 20 tỉnh thành phía Nam, tỉnh Cà Mau vẫn đứng thứ 16 nên dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian gần đây có một số địa phương có số ca mắc tương đối nhiều. Vì vậy, ngành y tế đang đẩy mạnh tháng phòng chống số xuất huyết và tay chân miệng, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức trong cộng đồng phòng chống số xuất huyết, giám sát phát hiện các ca nhiễm để xử lý ngay các ổ dịch ở địa phương. Qua ghi nhận hệ thống camera giám sát giao thông do Công an tỉnh Cà Mau quản lý, trong tuần, tính từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022, đã phát hiện 648 trường hợp vi phạm, trong đó có 44 ô tô và 604 mô tô, tăng 11 trường hợp so với tuần trước. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 31 trường hợp, tước 17 giấy phép lái xe, đã gửi thông báo 210 trường hợp vi phạm qua theo dõi của hệ thống camera giám sát thì vi phạm chủ yếu là về tốc độ 333 trường hợp chiếm 51%, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông. 315 trường hợp chiếm 49%. Thời gian tới, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tiếp tục ra soát thống kê các trường hợp đã nhận thông báo nhưng chưa đến để xử lý, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp phối hợp với công an xã phường thị trấn mời người vi phạm đến phòng cảnh sát giao thông xử lý theo quy định của pháp luật. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.